Chợ thôi, đây cái là đầy tủ lạnh. Làm món ức cá lóc. Ức cá lóc chà bồng phải không? Không. Cá lóc này khô này đã mua về xong rồi trụng nước sôi để cho ráo nước. Xong rồi xé ra cho miếng nó nhỏ nhỏ. Cái này ức cá lóc hả? Phải ức không hay lưng cá lóc? Mang của con cá lóc. Con cá lóc chỉ có hai cái mang thôi, mà nguyên một cái bịch như vậy là có bao nhiêu con cá lóc? Nhiều con cá lóc lắm phải không? Phải không? Con cá lóc nó chỉ có hai cái mang thôi mà. Trời, cái này là đặc biệt lắm đó. Mua hả, nguyên một cái bịch mang cá lóc đặc biệt lắm á. Này đầu bếp đặc biệt làm luôn á.
ứng thôi. Bông của cái mang cá lóc. Ừ, trà bông mang cá lóc. Đây. Món trà bông mang cá lóc đã xong xuôi. Mang cá lóc đem đi trụng nước sôi. Xé ra. Bỏ tỏi, bỏ hành, bỏ đường, nước mắm. Rang cho nó vàng lên. Xong. Cái này nửa ký hả hay là cái nửa ký hả? Nửa ký mang cá lóc. Làm được cái dĩa này đây. Đây. Đang ngồi ăn khí thế luôn. Chỉ có mang cá lóc thôi. Bó hiếm mà. Hiếm không? Này thì có Việt Nam mới có. Mang cá lóc thôi có gì đâu mà hiếm trời. Thì có Việt Nam mới có thôi. Nhưng cũng chỉ có Sài Gòn mới có thôi. Đây cha con ăn khí thế luôn nè. Mình không ăn. Bữa nay ăn bánh ướt. Ăn bánh ướt thôi. Đây. Bánh mì nướng xong. Rồi.